Xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Hương Cù Lao nha. Xin chào cả nhà. Thì hôm nay Nam cũng làm theo yêu cầu của một số cô chú anh chị, là yêu cầu Nam quay cái cảnh buổi sáng ở ngoài đồng cũng như cái công việc hàng ngày của Út Cường Út Liễu. Thì hôm nay Nam thực hiện nè, Nam quay cho cô chú anh chị xem là mình cái công việc cắt cỏ ngoài đồng vào buổi sáng như thế nào nha. Đây là hàng ngày là vợ chồng mình cũng phải đi cắt cỏ chị đó cả nhà, dẫn về cho bò ăn. Mỗi ngày ra clip cho cả nhà xem đó là sáng là vợ chồng mình phải đi cắt cỏ xong rồi đem về cho bò ăn, xong xuôi mình tắm cho bò xong rồi mình mới chạy xuống trời mình mới quay cho cả nhà xem. Hiện tại bây giờ cũng đã hơn 8 giờ của chú anh chị cũng có lỗi do tối Nam thức khuya quá, Nam làm công việc á, rồi cái sáng nay Nam ngủ trễ, Nam quên tới 8 giờ Nam mới chạy lên Út, bây giờ cũng trễ tới hơn 8 rưỡi rồi. Mỗi khi thì mình cắt sớm lắm cả nhà, khoảng 6 giờ là mình đi rồi. Nhưng mà hôm nay thì nghe quan phim nói là cũng có nhiều cô chú anh chị muốn xem cái đời sống hàng ngày của vợ chồng mình á, nên mình đợi Nam lên rồi mình đi cắt để cho Nam quay cho cả nhà mình cùng xem cái sinh hoạt của vợ chồng mình mỗi ngày luôn. Ở đây thì vườn Út trồng được hai loại cỏ, cỏ dôi với cỏ nhật. Cái loại cỏ dôi thì nó nhỏ lắm, cái cỏ nhật thì chắc bên kia mới có mấy cây cao cao đó mới là cỏ dôi ha. Bên đây là cỏ nhật nè, cỏ này có mồm, có mồm hả? Có mồm, cái đằng mồm này nè, cái còn cỏ mồm này nè nó có nhiều cái chất đạm à. Mình con bò nó ăn lên nó bổ mà. Dạ. Nó có canxi vậy. Dạ. Sáng nay thì bà con mình đi đồng đi ruộng nó rất là đông cô chú anh chị. Dạ. Phía bên kia rồi bên đây nữa, người ai cũng có một cái ruộng, một cái vườn vậy đó. Bên đó là cái vườn táo ha, cái vườn táo hôm bữa Nam quay thu hoạch đó. Phía xa xa ngoài kia là vườn ổi. Đó, vợ chồng ta bọc ổi chứ mà tại sao dạ. Mình không thấy đó. Không thấy đâu, tại Nam phải dơm gần lại cô chú anh chị mới thấy. Ở ngoài chắc sáng rồi đồng thì nhìn phong cảnh hữu tình lắm, nó đẹp lắm. Dạ, xịt ổi. Mới hỏi ổng nói là ổng đang chen ổi vô rồi nó không chen hết vô. Anh dắt đi anh. Rồi đi ngay. Đây là anh dắt xuống xe giỏ nha. Một buổi như là mình cắt 4 bó nha cả nhà. Bây giờ mình cắt được 2 bó rồi. Bữa nay nóng quá trời cắt 4 bó thôi cả 6 bó. Chiều cắt thêm. Chiều anh cắt thêm. Rồi anh cởi anh dắt đi xuống dưới giỏ. Ngoài đồng thì qua buổi sáng thì gió rất là lớn cô chú anh chị. Nhiều khi Nam quay nó hơi bị ghè hoặc là bị ồn, nên là cô chú xem cũng thông cảm cho Nam nha. Phía bên đây là cỏ dôi thì Út đang cắt nè. Cỏ dôi này nó giống như là cái cây mía mình như cả nhà. Nó có lắm nè. Cái loại cỏ này thì mình trồng nó cho năng suất rất là cao. Bò thì nó ăn thì nó cũng có nhiều cái chất dinh dưỡng nè. Nhưng mà không bằng cỏ kia không? Phải bò thêm bò cỏ kia hả? Nhưng mà nó ăn một loại cỏ thì nó sẽ ngán đó cả nhà. Nên ra mình trồng hai loại. Cho nó ăn sang kẻ giống như mình ăn ăn cá hoài mình ngán thì mình phải ăn thịt vậy đó. Tí xíu đi Nam sẽ quay cái vườn xoài của Út Liễu cho cô chú anh chị xem. Xoài đó là xoài cắt hoa lọc đó con. Xoài cắt hoa lọc. Thì cái vườn xoài này của mình này cả nhà. Hôm đó còn cũng được một cô Mạnh Thần Quân ở Mỹ đó hỗ trợ. Mình mua cây giống được cũng còn dư số tiền. Thế mình thấy tiếc quá, mình mướn bà con ở đây mà dọn vườn cho mình trồng ớt nè. Mà sao mình trồng xuống cũng lâu lắm mà nó không có phát triển. Có nó bị bệnh á. Rồi thôi mình cũng bỏ luôn. Thì cũng sẵn đây mình quay cho cả nhà xem. Cũng quay nếu như cô có thấy những clip clip hôm nay. Thì con đã làm đúng như cái ý nguyện của cô. Là cô giúp đỡ con để mua cây giống. Cái này là con trồng cái loại xài cát hoài lọc nha cô. Bữa nay nó được có khoảng 3 tháng tuổi rồi nè. Nó lên lớn rồi nè. Tốt chưa? Cái này là tầm cả 2 năm mấy nữa là cô chú anh chị mà có duyên với Hương Cù Lao là Nam sẽ dẫn về ra vườn Út Liễu nha. Hái sợi các hòa lọc. Chồng mình cũng có trồng gãy cả nhà. Rồi mưa bão quá trời nên ớt bị bệnh.
chắc mình bỏ luôn quay cứu không lại. Thời gian vừa qua cả nhà vợ chồng mình cũng đi quay clip cho cả nhà xem, nhưng mà cũng dính chút thời gian để chồng mới ớt, tại giờ ớt mấy tháng trước thì nó có giá vậy lắm. Cái thời điểm của anh ba của anh Cường bẻ đó thì 50.000 ký, thấy ham quá thôi chồng. Chồng giờ bán được cũng ký cũng được 8.000. Nói chung mình lo cho cái vườn xoài này cho nó mau lớn nặng, mình nó cho mình tội thu thôi. Đâu làm trái rồi đó. Này nổ đen á, cô thấy nó màu đen vậy? Nổ đen mình cũng ăn được, nhưng mà có con gái mình ngại ăn rồi nó dính miệng mình á. Nó dính như là ăn trái sắn ha. Cây nổ trắng ăn nó chua chua ngon hơn. Nổ sắn thì mình ăn nó có hậu như là chua chua ngọt ngọt. Còn nổ đen này ăn nó ngọt, nhưng mà cái nó như trái sắn vậy. Nó ngọt cây nhưng nó chua vậy. Ăn cái khỏi dám cười luôn cả nhà. Nãy quên cây, quay cây bình bát cho cả nhà xem. Hút ai cây bình bát. Cây bình bát ở dưới chậu của mình ở dưới có, quá trời trái luôn. Thì bữa nào nó quay cho cô chú anh chị, bữa nay nó nhiều lắm rồi. Nhưng mà chưa biết để làm cái gì đâu, để tí xíu nằm lên mạng nên nằm câu. Cái con kênh này là nó nói liền với cái sông cái này cả nhà, cái sông mà bữa hôm mà vợ chồng mình dẫn nó Như đi mò hến đó. Thành ra cái cá thiên nhiên ở ngoài sông nó vô nhiều lắm. Mình có thể đặt lú hay là mình giăng lưới gì cũng nó dính rất là nhiều cá. Cá dảnh rồi cá mè dinh rồi cá rô đồng ở trên đồng nó xuống á. Cô chú anh chị thấy cái đường đi ra đẹp không? Thanh bình quá ha. Đúng là vùng quê ha, hai bên là dừa nè. Có cây cầu đúc cho nhỏ. Nó phải nó có cây cầu khỉ, đằng kia có cây cầu khỉ nè. Bữa nay mình đi quên đem cây cây dao đó nha. Có đem mình để dưỡng, có bà con ở đó chung lên tình làng để sớm đó. Mình đi mà mình có khát nước, mình uống một pha trái dừa thì anh chị thấy cũng không có la nữa. Xôi đi lon xanh không? Lon xanh và khó đậu quá luôn. Đó, ông Diễn cũng đi xịt xài cho bác hai người anh Tín Nghĩa trên đây nè. Dạ. Nhưng mà xịt cái thời điểm nó trước cái xài này, thành ra giờ trái bự rồi, trái bằng ngón giò cái rồi, cũng đạt lắm. Do anh hai đó, vợ chồng ảnh cũng đi xuất khẩu lao động ở ngoài nước Úc á. Dạ. Gửi gắm vườn xài lại cho nè, cái trái này nè, nó màu đỏ nè. Cái này là nó đỏ. Có nổ trắng nữa. Cây nổ trắng á. Chua chua. Này là ốc đem cỏ về rồi cô chú chị. Cái này mình cho ăn ha. Cho bò ăn xong rồi mình mới vào giùm bò. Nằm bay xa thôi, không dám lại gần. Lại gần mấy con bò nó hú lắm, nó gióng lắm. Những ốc thì nuôi được 2 con. Sáng giờ cũng đói. Thì cắt cỏ về trễ nó đói nó ngóng. Nó ngóng nó chạy về chờ, nó chờ mình ra. Ở trước nhà của Cường đó cô chú anh chị. Nước hôm nay gồng lên, cái cua nó bò lên bờ rồi nè. Hai bà con luôn. Mình đi cắt cỏ về đó cả nhà. Thì cua bò lên bờ là nước gồng quá đó. Thì dưới bên bò đó. Hình như còn con nữa bên đây nữa nè. Quanh nhà mình thì nước gồng nó mặt vậy đó. Nè bên đây nè. Ta nói là ông bà mình xưa mình nói là cua mà nó bò lên bờ như là nước sẽ không như đó. Nó lên nó kiếm đồ ăn á cô chú chị. Đây còn nè. Nè, đây nè. Ủa, chạy. Có ba con rồi mình muốn làm được cái gì? Cô chú chị chịu khó lấy ghế ở đây ngồi ha. Tầm cỡ khoảng 2 tiếng đồng hồ là vô nấu cháo cua luôn. Nấu uống vô cua luôn. Thôi mình thả lại đi ha. Thả lên nè. Thì sáng hôm nay sau khi mà đi cắt cỏ về á cô chú anh chị, Úc cũng sẽ nấu cháo nha. Hôm nay mình nấu cháo mình ăn buổi trưa. Hôm nay là mình nấu cháo lòng nha cả nhà. Sáng mình cũng có đi chợ sớm, tranh thủ đi chợ mình mua được đây là giò chường heo nè. Cái giò chường này là cái ngon nhất trong cơ thể của con heo á, giò chường.
với đây là tim, tim heo, cái lử heo, với đây miếng thịt đùi với miếng gan. Do mình đi chợ hơi muộn chút, cái phèo heo, phèo cả nhà, cái phèo non á là mấy cái quán cháo người ta đã dặn hết rồi, nhưng mình mua không được, mình chỉ mua được vào trường thôi. Vào trường thì nó ngon hơn. Rồi mình sẽ nấu cháo, mình nấu cho nhiều và gia đình mình ăn, rồi luôn là mình sẽ cho quay phim, đem về cho em quay phim nữa, tại vì anh Mập với chị Hương đi về bản á, rồi em quay phim nó phải giữ nhà chứ. Bây giờ mình cũng có bắt sẵn cái nồi nước à, mình sẽ đem đi thả vô. Mình sáng mình cũng rửa sạch sẽ, rửa muối mình để gáo rồi nè, giờ mình sẽ thả vô nha. Cái chảo mình bận quá, không có cái nắp gì để mình đậy được chứ. Mình đậy cái thôi. Đây, mình gia vị, đường muối, bột ngọt, hạt nêm cho vô. Rồi mình sẽ cho cái phần dầu trường nè. Dầu trường ngon không? Rồi đây là cái lử heo nè. Cái đó mình xào xào khóm không? Thấy nó nhiều vậy chứ mình luộc hồi nó teo rồi nha cả nhà. Nó teo lại là nó ít sức. Teo lại có chút. Đây là miếng thịt đùi. Còn cái phần miếng gan này mình phải luộc riêng nha, tại cái loại này mình luộc nó sẽ ra cái nước màu đen á, mà cháo mình nó sẽ không ngon. Hôm nay ăn cháo thì cũng có một ít rau của chú anh chị. Rau này là rau găm. Rồi ra ngò. Rồi nè. Rồi nè. Bụi hành nãy lúc nãy cũng bị nhỏ nè. Thấy hành khiếp luôn. Thấy hành út ra trồng tốt chứ không? Trồng ớt nó không tốt mà hành nó tốt. Hành tốt. Đây là giá với một ít rau. Giá mà nó gom. Giá mình thì cũng có quay vợ chồng mình đi cắt cỏ lần ở nhà, do quay thời gian nó cũng lâu rồi. Rồi chắc những cô chú anh chị mới vào xem kênh thì chưa có coi được cái clip đó, thành ra chưa có biết cái cảnh mà cái cách mà vợ chồng của mình sinh hoạt hàng ngày, cái đời sống hàng ngày đi cắt cỏ nuôi bò như thế nào. Hôm nay quay phim nó đã quay cái cảnh vợ chồng mình sinh hoạt như thường lệ, mỗi ngày là ngày nào cũng phải đi cắt cỏ vậy đó. Cái thời điểm đó quay thì cũng có lượt xem, mà có trăm mấy lượt xem à. Cũng lâu rồi cả nhà, cũng 7, 8, 9, 10 tháng gì rồi. Cái thời gian mới đầu mới thành lập kênh cũng không bao lâu là có đi quay cắt cỏ. Lúc đó thì mình nuôi bò cũng được 4 con. Rồi sau này mình vợ chồng mình đi quay clip rồi không có thời gian nữa, thành ra mình bán bớt. Bây giờ mình chỉ nuôi có 2 con thôi. Với bò bây giờ cũng bị rớt giá. Bò giờ nuôi không có lời cả nhà ơi. Bây giờ mình luộc cái phần lử với thịt nó cũng mềm rồi đó nha, sẽ gấp ra nha. Mình cũng được nhiều cô chú chia sẻ là gấp ra mình phải ngâm vô thau, để đá vô cho cái miếng thịt mình nó trắng á, nó không bị đen. Này, tim nè, đây là cái phần gan này nãy mình có luộc riêng nè. Mình cũng chín mình gấp ra luôn. Đây là phần dừa trường. Mình để vô nó đá vậy nè, cái dừa trắng nó vừa giòn á. Nó còn nước ở bên trong không? Nó giòn. Sắp dài dài như vậy nè, mình ăn nó giòn. Cái này quá hấp dẫn luôn. cái bộ phận này là nó ngon nhất trong cơ thể con heo nè. Cái này mình xào xào chua ngọt, xào dưa leo rồi đó. Dưa leo hay là mình xào cái gì đó, cải gì đó. Cải bằng dưa mình đấy ha. Bên đây thì Út nãy giờ cũng có sắc tim, thịt với gan sẵn rồi cho chúng chị. Ở quê mình thì nó hơi gùi ha, nhưng mà Nam có thể dùng cái tay trong quê quê gùi nó cũng sẽ bay đi. Cô chú xem cũng thông cảm giùm nha, không có tránh khỏi được cái việc này. Cũng có để nhà ủ mũi nè, để cho nó được nó lại. Út đang mầm tối, ớt đang ngồi cho làm nước mắm. Mắm chém, cái cài nó liền. Cài ớt đó nè. Mình cho quýt vô. Phần quýt này nãy thì mình cũng có luộc cho nó chín rồi đó nha. Mình sợ để vô nó đen á. Đây còn nấm gươm. Cháo thì nó nóng, mình để nấm gươm vô là nó cũng chín rồi. Đây hành đá. Tính làm cái này cũng nhanh đó cô chú anh chị, mà thấy cũng trễ. Giờ 12 giờ rồi đó. Cũng đâu. Đây mình đợi. Mình đợi thịt mình luộc chín xong rồi mình mới để gạo vô mình nấu á. Mình ra nó lâu, chứ nếu như mình để chung vô thì nó sệt quá thì thịt mình sẽ không ngon. Do mình quay thì mình quay từ trong đoạn với mình làm từ bước của cô chú anh chị, nên nó hơi lâu, chứ ví dụ mình làm ăn ở nhà thì làm lẹ. Với mình nấu cũng nhiều nè, dạ. Nấu rồi tính mà cho thêm đem dưới cho em nữa nè. Múc luôn chưa Út? Múc luôn. Đứng bên cho em à. Có nồi.
xong rồi con về với mà biết rồi con chạy đi hết tóc. Bữa nay cái đầu của Nam nó dài xuống tới cái áo rồi. Có cái đó mới kế bên nhà. Cũng mời nhóm này mời nè, mời bữa nay còn phải tranh thủ hai lít nữa cả nhà. Mình mới giữ đám được. Cái để là mời mình đi đám rồi là mình không có quay được clip. Chiều nay mấy dưỡng cháu đi giỏ đọt. Hôm qua thì cái chiều dưỡng Út với cũng có đi đi đặt rồi. Nhưng mà Nam thì Nam không có đi. Thúc phía trên giàm á. Gia đình Nam cũng chuẩn bị xong cái bữa cháo rồi, thì mời cô chú anh chị cũng như các bạn dùng chung với gia đình Hương Cù Lao nha. Hôm nay thì có sự góp mặt của bác Hai. Bác Hai có đúng rồi, mình lâu rồi, 6 tháng rồi. Đúng rồi, mình là anh Đức Nghĩa chứ vợ chồng của Cường á cả nhà. Hôm nay anh Hai có xuống chơi rồi, sẵn việc rồi mình mời anh Hai nán lại dùng bữa cháo với gia đình. Cũng 6 tháng rồi mới gặp lại bác Hai đó. 6 tháng rồi đi đăng rồi. Cô chú anh chị mà xem cái clip mà đi đăng nè, bắt cá tay tượng trên nhà bác Hai, ông bác Hai là sẽ gặp bác Hai nha, có nha. Rồi cả nhà thịt nấu cháo mình nha. Bác Hai giúp tự nhiên nha bác Hai. Hôm nay thì cũng là một cái dĩa rất là hoành tráng của chú anh chị. Nó cứ Nam nghĩ là bữa nay sẽ làm sớm nhưng mà thật ra làm cũng trễ lắm. Này ngọt, không tự nhiên anh ha. Giờ chưa nữa. Dạ giờ. Đó mẹ ăn đi, gấp đi. Giá gì lên sườn chín không? Chín không à? Nhà nấm nhận được. Còn với giá mình để chín quá cũng không ngon. Nó mắc cái độ giòn của nó ha. Ở nhà ăn này là giờ trường nha, giờ trường heo. Ăn cái món này nhớ đám tiệc hồi xưa hay không bác? Đám tiệc hồi xưa giấc chiều hay là giấc tối là chuyên gia là có cái món này luôn nè. Đám cưới hoặc là đám giỗ á. Kiểu nhóm họ. Nhóm họ. Dạ. Bữa nào quản nó đi đăng nữa. Yeah. Hôm nào nếu là Nam rảnh á cô chú chị, Nam lên nhà bác Hai để đăng cho cô chú chị xem nha. Đăng tôm nè, cá ngát rất là nhiều. Hướng dẫn mình về có lúc nào mình rảnh đó. Rồi hai chồng của chị Hương đó nếu mà rảnh qua cái mình sớm lên rảnh cái sẵn dịp đi thăm bác Hai luôn. Sau đó mình cũng đi đăng với ai nhiều một tiếng. Nhóm tụi em thì cũng chờ đợi anh Hai về để mình lên thăm bác Hai. Tại vì bác Hai nói là khi nào lên thì đợi anh Hai về hãy lên, chứ lên không có anh Hai bác Hai tuổi vậy đó. Đi du lịch 6 tháng. Ba đề mà. Nửa năm tháng nào bác Hai? Ba đề nửa năm mày. Ông bác hồi xưa có đi đăng không? Không. Cái tuổi ông bác á, không bác hả? Ông bác biết đăng không? Có đi câu. Không biết luôn à. Có đi câu tôm. Dạ. Câu tôm. À đó ông bác có đi câu tôm á. Con cá út rồi hả? Ảnh chắc cái tay anh đau không đó, giờ chắc không đăng à. Hết. Có tụi con nó tại yếu. Đức tại yếu. Phải có anh Hai là về là tụi con lên tiếp á, Hai á chứ đăng ở trên cảnh nó cực lắm. Cái bãi đăng nó cát như đá mà. Cực lắm. Mà cực lắm. Chuyện bán giả nghệ không chịu bỏ đi. Thấy giờ buồn thế này. Ông bác Hai ở chảnh thì đăng kiểu văn nghệ thôi cô chú anh chị, vui thôi, không ăn, về là bao nhiêu là thả vô mương hết. Với ông giờ ba thấy thôi thôi đừng nói cá. Cá không, tắm lên bây giờ, anh lên muốn ăn cá gì cũng có. Chứ bác Hai đăng vẽ cái có trúng cá, cái cho sống nghiện như. Muốn đợi cá, cá dãnh. Cho ăn. Cho nghe cô chú gần đó với bác Hai để chia sẻ là ai muốn ăn gì qua bác Hai cho hết trơn.
ở Cồn đó có nhà đồ gần gần nhiều không có? Nhiều quá mà còn bây giờ còn già không à má ba mẹ. Trẻ đi chơi hả? Trẻ qua đây sống chơi. Không mà qua bên đó là đúng kiểu hồi xưa luôn đó, nhà là nhà hồi xưa, nhà cột hồi xưa luôn đó. Yên tĩnh rồi ha. Xong qua cái clip mà mình đi lên nhà mình thăm bác Hai cả nhà, đi đăng bác cái tư tưởng đó, cũng có nhiều cô chú anh chị cũng cùng quê với bác Hai ở Cồn Mỹ Phước luôn, cũng có comment là xin số điện thoại bác Hai rồi hỏi là cho biết là bác Hai là tên gì. Thấy bác Hai quen lắm, mình cũng có chia sẻ bác Hai là tên vậy đó. Rồi cái cô chú phản hồi lại là vậy là người cùng xóm, xem nhớ quê này kia. Cũng cảm ơn bác Hai đã quay lên những cái thước phim mà để cho cô chú xem đỡ nhớ quê vậy đó. Bác Hai vậy chứ ổng có bạn ở ngoài nước ngoài nhiều lắm á. Con cháu rồi. Kinh cộng nhiều lắm. Bạn. Cộng đi muốn hết cộng. Dạ. Hôm rồi tụi con đi lên trên đầu cồn luôn đó, đi bộ đó là thấy còn cũng 5-7 căn nhà vậy đó. Cũng nhà xưa xưa nha bác Hai á. Nay mấy nước này là nước mình dùng nước nổi nên tới nước nổi nên ha, chắc mình đang chắc cái dẫn với cái dữ lắm anh ha. Cái dẫn. Dữ tôm, tôm mập lắm. Tôm tháng này mập. Nha. Yeah. Tôm là mấy tháng này mập đó anh ơi. Mùa đó. Nó mập. Nước đổ nước nữa mập. Năm nay sao mà. Anh đằng dài không có. Trời ơi, đằng đang không dài lắm. Đâu ơi. Mấy trăm thước. Dạ mấy trăm mét á. Ừ. Mà để mấy ông đăng chẳng cực dữ lắm. Cái bãi cát ơn mẹ đâu có nhận cây chì xuống được. Lấy dao á, lấy dao đào. Lấy dao gì nè, sắn cát vậy đó rồi mới nhét xuống được. Còn mình ở đây á, xình là mình nhận xuống là ma bóp cày à. Với cái vàng mà trụ để mình cẩm đó. Cẩm nó không xuống. Cẩm không xuống. Biết lặn. Đăng khá vậy đó không mê vậy, anh đăng rơi qua. Đang bị cho đang mê cho đang. Người hớn nói năm nay cho tôm vô mương. Mương vườn á. Tháng này mập đó. Mập. Vô quá trời vô. Ngồi gặp hay hết. Lên nhà ông bác Hai con mê chỉ có cá tài tử. Còn bài ông nãy cô chú anh chị lúc đầu mới xuống mà chưa biết ai cũng sung lắm. Nó phóng hồi là ai cũng sợ không dám bắt luôn. Còn bạn thấy là 5-6 ký nó sắn là gắt mặt gắt như mắt ở đó. Con đi đó là con phải mang bao tay. Dạ. Nó phóng vô mặt mình đó. Nó sắn vô mặt mình đó. Nó già tới nỗi mà nó lâu năm tới nỗi mà nó có cái u trên đầu như con cá la hán vậy đó cô chú anh chị. Nó có cục u. Ở đó mình bắt con đó là bự nhất trên hai. Chưa đâu. Con đó cỡ 5-6 ký gì đó. Chưa. Bự. Nó có lớn nằm, vô cái mầm cả bự lớn, cái mầm. Mầm là rất ngang là vừa cái mầm. Biết điện từ á là như nó không còn cái xả năng nữa. Chuyện xá không còn, em về em làm chết thì con nó giữ thần luôn. Dạ. Bằng cái gỗ. Có mấy đứa nè, con đi trên bác Hai nữa. Thôi, để anh Hai mình dở đi. Đi không có con mình ở nhà. Bây giờ là đầu yếu rồi. Đi mãi 5-6 tháng còn uống 2 cử. Lắm nha. Ngày mới đi mà 6 tháng rồi. Đúng rồi, tôi chú anh chị. Nhưng mà hai về thì Cường giảm trực tiếp. Nhưng mà có anh Hai về. Anh em tiếp mẹ. Anh em thì đỡ hơn. Đỡ hơn lúc mà anh Hai đi ở nhà, anh Cường trực